một người đàn ông không có tiền sẽ chọn người con gái cùng anh ta chịu khổ, nhưng một người đàn ông có tiền sẽ chọn người mà họ yêu. Vì sao á? Thì chắc là họ không muốn người họ yêu phải chịu khổ. Xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Điểm qua 20 giây đầu tiên đó chính là con gái của Trang đó. Thì con gái Trang năm nay 26 tuổi. Thì hôm nay các cô chú, anh chị và các bạn thấy Trang, chồng Trang và bé Râm nhiều mà không có thấy con gái Trang trên clip. Thì tại sao mà con gái Trang không ở với Trang? Thì cuối video cả nhà sẽ xem nha. Thì còn bây giờ thì hôm nay con gái Trang về nói: mẹ ơi, con thèm này thèm kia quá, mẹ nấu giùm cho con đi. Thì Trang chuẩn bị nấu ăn để hồi con gái Trang về rồi xin. Dạ. Con gái về tới cả nhà. Chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay con có bao. Con đem bao về cho mẹ. Đang nấu thì bé Râm gọi điện cho mẹ rước con. Thì bé Râm nay xin cha mẹ cho con ở lại trường để các hoạt động ngoại khóa thì phải đưa rước. Thì chồng đang nói thôi cho bé Râm chơi đi có bạn bè. Thì gọi điện mà bây giờ đang nấu nướng mà chồng Trang cũng kêu Trang phải đi theo. Đây hai năm mấy nay không một phút rời xa Trang. Thì thôi bây giờ Trang đi nha cả nhà. Trang giao cái kênh này lại cho con gái Trang tâm sự với cả nhà ha. Mẹ con dặm canh lửa xong rồi bỏ hành với bỏ tiêu vô, xong rồi chào cô chú, mẹ con đi rước em con rồi. Cô chú đợi con chút nha. Tắt lửa. Ok, bỏ hành vô. Con tắt lửa rồi, con bỏ hành vô rồi. Xong con bỏ tiêu vô. Con xong rồi đó cô chú. Nhiệm vụ của con có nhiêu đó thôi đó. Con bye bye cô chú. Hẹn gặp lại cô chú lần sau. Mẹ con vẫn chưa về. Để con kể chuyện cô chú nghe. Hồi lúc mà mới qua á, cái đâu có biết làm cái gì đâu. Xong rồi đi con đi làm nhà hàng. Mà con làm nhà hàng của Hàn Quốc. Mà lúc đó tiếng Anh thì cũng không có giỏi nữa. Tại vì con mới qua được có mấy tháng mà một tháng, hai tháng gì à. Xong rồi á, đi làm nhà hàng của Hàn. Tiếng Anh không giỏi, tiếng Hàn không biết luôn. Vốn tiếng Hàn của con toàn là trên phim không à. Xong cái con đi làm nhà hàng. Rồi cái khách đó thì đa phần là người Mỹ với lại người Hàn. Ít khi con gặp Việt Nam lắm. Tại vì cái khu ở trên đó cũng không có Việt Nam nữa. Mà con gặp nhiều chuyện khó hiểu lắm. Giống như cái ngày lễ á, xong cái nhà hàng con nghỉ. Mà cái ngày trước lễ thường á là khách ở bên này người ta sẽ điện thoại, người ta đặt hẹn, đặt bàn trước. Thì người bữa đó là cái trước cái ngày lễ Thanksgiving thì phải. Đúng rồi. Xong cái người ta điện cho con, người ta hỏi là ngày mai lễ nhà hàng mày có mở cửa không? Cái con nói là dạ không, ngày mai lễ nhà hàng đóng cửa chị ơi. Xong cái người ta hỏi con là ủa tại sao? Tại sao mày không mở cửa mà mày đóng cửa? Ủa rồi sao con biết? Ủa lễ thì chủ cho con nghỉ thì con nghỉ chứ sao con quyết định được? Giận dễ sợ. Xong cái có mấy bữa cái nhà hàng của con á là đồ nướng, mà đồ barbecue á, thịt nướng, mấy cái nướng mà kiểu Hàn á cô chú. Cái con ngồi con nướng cho khách. Thường á là con kiểu có nhiều khách thì người ta thích tự nướng, có nhiều khách thì người ta thích phục vụ nướng giùm. Thì cái bữa đó đông lắm, tại vì có một mình con làm phục vụ thôi à. Xong cái một cái bàn đó, con nhớ là cái lúc đó là đó người Hàn, mà hai đứa, cái ông đó với lại hai đứa con trai. Thì cái ông đó, hai đứa con trai thì giống như là đẻ ở bên này, nhưng mà ông đó là người Hàn. Xong mới kêu con lại. Mà đã ông đó tự nướng. Thì ở trên cái mâm, mà cái vỉ nướng của ông á là nhiều thứ lắm, ông bỏ tùm lum lên hết trơn á. Xong rồi ông mới hỏi con, ông chỉ vô cái cục đen thui ở trên cái vỉ á. Ông hỏi con cái này là thịt gì. Xong con nói
con cũng biết nữa. Tại bây giờ nó cục đen thui rồi sao con nhìn ra được. Cái ổng chỉ của cái cục kế bên. Cái cục này là cục gì? Mà cái cục kế bên nó cũng đen thui như cái cục hồi nãy ông hỏi vậy đó cô. Cô chú. Xong cái ông hỏi thêm cục nữa. Mà nguyên cái vậy nó không có cái cục nào mà không đen hết trơn. Con nói con không biết. Cái ổng là còn ổng nói tại sao mày làm phục vụ ở cái quán hàng mà mày không biết. Mày phải biết là cái thịt của mày là thịt gì chứ. Trời con giận dễ sợ luôn á, thiệt á. Cái thịt đó mà chưa nấu á thì con nhìn con còn biết. Mà nấu mà nó đen hết trơn như vậy rồi làm sao con phân biệt được. Trời con giận ghê gớm luôn á. Câu chuyện của con đến đây là hết rồi. Bye bye. Cô chú ơi, mẹ con vẫn chưa về. Con chỉ muốn nói là con nấu xong rồi nhưng mẹ con chưa về và con đói bụng quá. Hai cô chú anh chị lại là con đây. Mẹ con về rồi. Đây là em con về rồi. Mẹ con về mẹ con bạo hành con liền luôn. Lâu nhớ muốn chết luôn à. Mẹ con gọi con có biệt danh ở nhà là máy bào đó cô chú anh chị. Tại vì con về là con gom đồ đi hết. Về quê. Về quê. Thì bên Mỹ mọi thứ nó tất bật lắm. Thì Trang về tới thì bé Tư nó cũng xin đồ ăn xong rồi. Cũng có công chuyện gấp phải đi rồi. Giờ Trang sẽ cho cả nhà biết tại sao con gái Trang không ở chung với Trang nha. Thôi được rồi. Con sẽ đi ra khỏi căn nhà này. Dù gì thì con cũng đã ở đây lâu lắm rồi. Trời, chị ở đây được bao lâu rồi chị? Cũng 6 năm rồi còn gì, nhưng được đủ lắm rồi. Cười đi. Thì cảm ơn cả nhà, mẹ con Trang luôn muốn đem niềm vui tiếng cười đến cho cả nhà. Thì sau đây xin mời cả nhà xem vài cái năng khiếu tài lẻ của cái Thư cho nó vui một chút nha cả nhà. So what age are you? Cảm ơn cả nhà. Thì trước đây bé Tư ở Việt Nam thì cũng có học một ít sân khấu, cả có một chút tài lẻ để mong các cô chú anh chị và các bạn thư giãn. Trang mời ông bà cô chú anh chị và các bạn xem một chút đoạn video của ba mẹ con Trang ngày xưa. Thì thời điểm này bé Râm còn rất là nhỏ, không có hiểu chuyện nhiều lắm. Gia đình Trang xin chào tạm biệt và chúc sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn ở video sau nhé.